Xin mời quý vị. Tự như dáng hình của mẹ đã tạo từng nuôi tôi lớn khôn cho đến ngày hôm nay. Đó là những cảm xúc, những tình cảm thiêng liêng nhất tôi muốn gửi vào bài hát Vầng Trăng Mẹ. Mẹ là gì? Mẹ là vầng trăng khuya. Mẹ là ai? Mẹ là tiên trên trời. Tóc mẹ dài nay đã trắng phai, tháng ngày dài nuôi lớn đời con. Một ngày buồn không chán. Mẹ vội đi, mẹ xa lìa nơi này. Ánh đèn dầu hiu hắt trong đêm, vẫn đọng lại hai tiếng âu ơ. Vầng trăng khuya nay như vầng trăng mẹ, sáng soi đường theo những bước con đi, để đêm đêm con mơ hình bóng mẹ. Bóng hiện về dù giấc ngủ khuya. Rồi hôm nay ngay trong lòng phố thì những giọt buồn trên lá nhẹ rơi. Lời mẹ ru năm xưa còn vang vọng, vẫn nồng nàn sưởi ấm đời con. Lời mẹ ru năm xưa còn vang vọng, vẫn nồng nàn sưởi ấm đời con.